chị lắp ráp và sử dụng bộ cân điện tử UVK020H. Với bộ cân điện tử này thì chúng ta có thể cân được tại mắt tối đa là 1 kg 020 g, và size số sẽ là 0.01 g, mức nhảy sẽ là 0.001 g. Bộ cân này sẽ gồm có cân, đĩa cân, đế đĩa cân, đồng chắn gió và adapter, đi kèm sẽ là sách hướng dẫn. Để bắt đầu lắp ráp, đầu tiên chúng ta sẽ đặt đế và đĩa cân lên trên. Sau đó ta sẽ đặt đĩa cân lên trên đế đĩa cân. Tiếp theo ta sẽ đặt lồng chắn gió lên trên cân. Ta sẽ sử dụng ốc đi kèm để bắt lồng chắn gió vào cân. Sau khi ta lắp bộ lồng chống gió vào thì ta sẽ được một bộ cân như thế này. Tiếp theo, trước khi sử dụng chúng ta sẽ điều chỉnh 4 chân đế phía dưới cho giọt nước ở phía sau nằm ngay chính giữa trung tâm. Tiếp tục ta sẽ cấp nguồn cho cân. Nguồn của cân sẽ là nguồn adapter đây. Chúng ta sẽ cấp nguồn ở phía sau cân. Phía sau sẽ có cổng cấp nguồn và cái cổng kết nối dùng cho chúng ta kết nối được với các thiết bị như là máy tính, máy in. Chúng ta sẽ cấp nguồn cho cân đây. Sau đó chúng ta sẽ đợi cho cân khởi động. Sau khi cân hiện lên off, chúng ta sẽ nhấn phím power để mở nguồn cân lên. Chúng ta sẽ đợi cho cân trở về không và bắt đầu sử dụng đây. Cân sẽ có 5 phím chức năng. Phím đầu tiên sẽ là phím power, là phím dùng để bật và tắt nguồn cân. Phím thứ hai là phím can mino, là phím dùng để hiệu chuẩn và cài đặt các chức năng cho cân. Phím thứ ba sẽ là phím te zero, là phím dùng để trừ bì và trở về không khi cân không ổn định. Tiếp theo sẽ là phím unit, là phím dùng để thay đổi đơn vị. Chúng ta có thể thay đổi bằng cách nhấn phím unit này. Chúng ta sẽ thay đổi đến đơn vị mà chúng ta muốn sử dụng. Tiếp tục là phím rewind, là phím dùng để truyền dữ liệu kết nối với cái thiết bị. Phím tezigo này có chức năng là dùng để trừ bì. Nếu các anh chị muốn trừ bì thì đầu tiên chúng ta sẽ đặt vật thứ nhất vào cân này. Sau đó chúng ta sẽ nhấn phím te zero để trừ bì. Sau đó chúng ta sẽ đặt vật thứ hai vào cân này. Thì lúc này trên cân nó chỉ hiển thị trọng lượng của vật thứ hai chứ không hiển thị toàn bộ trọng lượng đang có trên cân. Khi ta lấy hai vật này ra thì cân nó sẽ âm đi trọng lượng mà ta đã bì trước đó. Để bỏ bì chúng ta sẽ nhấn te zero một lần nữa. Thì lúc này cân nó sẽ trở về không và ta tiếp tục cân những sản phẩm khác. Đây là toàn bộ cân. Cảm ơn các anh chị đã theo dõi video.